Thưa quý vị, hiện nay số ca mắc sốt xuất huyết tại Đà Nẵng đang gia tăng nhanh, trong đó quận Liên Chiểu là điểm nóng nhất với hơn 400 trường hợp, chiếm gần 1/3 ca bệnh toàn thành phố. Ngành y tế và các địa phương đang quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp để chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bùng phát diện rộng. Với đặc thù địa bàn rộng, dân cư đông, nhất là có nhiều khu nhà trọ công nhân, sinh viên, nên thời gian gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết tại phường Hòa Khánh Bắc liên tục tăng cao. Đã có hàng chục ổ dịch nhỏ sốt xuất huyết được phát hiện và số ca bệnh tại địa phương này hiện đã hơn 400 trường hợp trong tổng số ca bệnh toàn quận Liên Chiểu là 1.100 ca. Nguyên nhân chủ yếu là do người dân chủ quan trong quá trình vệ sinh môi trường trực tiếp tại nơi ở. Bên cạnh đó thì phải nói rằng đó là cái công tác vệ sinh môi trường của các dãy trọ. Hiện nay các dãy trọ rất là nhiều, tuy nhiên là cái việc mà quan tâm đến nơi ở của công nhân cũng như là các dãy trọ này gần như là không có. Từ đó là nó phát sinh rất nhiều cái ca bệnh tại những khu vực này. Ngoài phường Hòa Khánh Bắc thì hiện nay dịch sốt xuất huyết cũng đã tăng cao tại các phường. Để chủ động ứng phó, quận Liên Chiểu đã triển khai nhiều biện pháp phòng bệnh như yêu cầu người dân dọn vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng bọ gậy và tích cực điều trị các ca nhiễm bệnh. Thường hàng năm là tới cái mùa này là mùa dịch sốt xuất huyết nên là bà con lúc nào cũng hưởng ứng để là diệt lăng quăng bọ gậy. Hàng tuần ngày chủ nhật xanh là bà con là ở nhà không đi làm ở nhà để dọn vệ sinh môi trường. Tuyên truyền vệ sinh môi trường tại khu dân phố, tổ dân phố, khu dân cư để ngăn chặn bệnh sốt xuất huyết. Thì cái việc làm này thì không thể là không phải là tiến hành ngày một ngày hai được mà cần phải duy trì thường xuyên và liên tục. Đến nay, dịch sốt xuất huyết tại quận Liên Chiểu vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các hoạt động dọn vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng bọ gậy sẽ được quận Liên Chiểu tiếp tục duy trì thường xuyên nhằm ngăn chặn dịch sốt xuất huyết lan rộng trên địa bàn.